Biết Trinh xin chào tất cả các anh chị mình đang xem video này của em. Thì ngày hôm nay Biết Trinh là sẽ là tách cây trồng rồng đỏ và đem trồng trong chậu. Thì cách đây 2 tuần là Biết Trinh đã ra một cái video, đó là kích rễ cho trồng rồng đỏ. Thì đây là tác phẩm của Biết Trinh đã kích rễ cho trồng rồng đỏ là cách 2 tuần mà rễ đẻ ra rất là nhiều đầu rễ xanh và khỏe. Thì bây giờ là Biết Trinh sẽ là cắt bỏ cái cục mút này ra và tắt cái cây, sau đó là sẽ đem trồng vào trong chậu để cho cây phát triển tốt hơn và thành một cái chậu trồng rồng đỏ đẹp hơn. Mời anh chị mình cùng nhau theo dõi nhé. Rồi, sau một thời gian thì Biết Trinh đã gỡ ra sạch sẽ như thế này. Và bây giờ là tiến hành tách ra rồi đem đi trồng luôn ha. Đấy. Biết Trinh tách ra được một cái cây như thế này. Rễ rất là nhiều, rất là khỏe. Mình coi đầu rễ nè, xanh mướt nè. Thì là tách cái cây ra như thế này thì mình để mình bơ keo lên xịu chỗ này, để trong vòng là 1 tiếng đồng hồ sau thì mình sẽ trồng nha. Rồi Biết Trinh đã chuẩn bị sẵn một cái chậu như thế này, là lồng túi lưới nè, với lại là làm một cái cây ghim rồi. Ở dưới đấy thì Biết Trinh sử dụng là vỏ thông lớn lót ở mặt dưới. Sau đó cho thêm một lớp vỏ thông vụn bên trên. Sau đó mình dùng một cái kẹp gấu nha chị, kẹp gấu như thế này. Đây, mình hướng cái cây. Đấy. Cố định lại. Đấy. Và mình lắp thêm nha chị. Mình lắp là mình chừa cái rễ ra em anh chị. Đấy, để cho rễ nó vừa đụng với lại giá thể như thế này thôi. Sau đó cho thêm là một lớp rêu để giữ ẩm cho chậu. Như thế này là đã ok rồi nè. Và mình để từ đây cho miếng thấu tầm khoảng là qua ngày hôm sau thì mình sẽ đem đi tưới nước nha. Và mình tưới cho em là buổi sáng và buổi chiều mát ngày 2 lần. Thế là mình đã có một cái chậu trồng rồng đỏ đẹp rồi. Chúc anh chị mình thành công. Và bây giờ Biết Trinh xin kết thúc video ngay tại đây nhé. Cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video của em. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị mình những video tiếp theo.